Tiếp là phẩm thọ học vô học nhân ký thứ 9. Phẩm này là cái phẩm thọ ký cho những vị gọi là hữu học và vô học chung. Hữu học tức là những vị mà gọi là chưa sạch hết phiền não, tức là còn phải học, còn phải tu nữa, tức là như là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm. Còn vô học là Phật đã hết phiền não, coi như gọi là đối với hàng thanh văn là coi như việc mình đã xong đó, cho nên gọi là vô học. Thì trong đây lấy hai ngài A Nan và La Hầu La đó là đứng đầu. Ngài A Nan thì còn hữu học, không? Còn La Hầu La là vô học, không? Nhưng mà là đại diện cho lớp trẻ, không? Tức là lớp trẻ sao? Còn các vị trước là những bậc trưởng lão, những bậc lớn, không? Đây là những lớp trẻ, rồi cũng nghĩa là được thọ ký hết. Nghĩa là hàng hữu học cũng được thọ ký, không? Chứ không phải là chỉ hàng vô học thôi. Và lớp trẻ cũng được thọ ký, chứ không phải chỉ cho những cái lớp lớn, không? Như vậy để cho thấy rằng cái chân lý này nó là bình đẳng, nó đầy đủ nơi tất cả, ai cũng có phần hết. Nghĩa là nếu có được cái lòng tin nhận chắc chắn lắm là được giữ phần thọ ký. Cho nên đây thì bây giờ ngài A Nan và ngài La Hầu La mới nghĩ như vậy: chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương về của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ, không? Tức là đến đây là hai ngày A Nan, La Hầu La đó, không? Thấy là các vị kia từ các vị trưởng lão cho đến là nghĩa là 1200 vị La Hán kia cũng đều được thọ ký hết, không? Rồi nghe nghĩa là những cái thí dụ mà Phật nhắc lại cái nhân xưa, cũng như các vị mà được thọ ký rồi cũng nói lên thí dụ để trình bày rõ, giống như là mình là có sẵn cái hạt châu mà trong chéo áo đó mà quên, không? Được Phật nhắc lại thôi, thì cái việc đó là cái việc mình cũng có đủ, chứ không phải là lo tìm cầu bên ngoài. Cho nên đến đây thì các ngài cũng tự tin chắc là mình có phần tri kiến Phật đó, tức là có phần thành Phật. Cho nên bây giờ nghĩa là mạnh mẽ cầu được thọ ký. Chứ còn trước kia nghĩ rằng cái việc thành Phật đó là chắc là chỉ để dành cho các vị Bồ Tát thôi, chứ mình chắc khó có Phật. Bên đây thì tin nhận rằng mình cũng có phần đó, cho nên giờ sẵn sàng cầu được thọ ký. Vậy tức là cái chánh nhân đó nó đã lộ ra, tức là cái tâm Phật này đó cũng được đánh thức, không? Cho nên là Phật liền thọ ký. Cho nên đây là các ngài nói là chú con ở trong đây cũng đáng có Phật. Bây giờ là tin nhận là mình cũng đáng có Phật đó, chứ không phải là chỉ riêng cho các vị Bồ Tát thôi, không? Thì lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một bên, không? Tức là các vị là 2000 vị bậc hữu học và vô học kế tiếp đó thấy ngã nan với La Hầu La đó đã phát tâm cầu thọ ký vậy đó, thì các ngài cũng nói là tin nhận mình cũng có việc đó, tức là được coi như được kích phát, không? Cho nên cũng đủ lòng tin mình có cái việc này, cho nên cũng mong cầu được thọ ký thành Phật. Vậy thì tức là để tin nhận là việc thành Phật này không phải là của riêng ai, không?
Thì bây giờ Đức Phật mới bảo A Nan là ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật, hiểu là Sơn Hải An Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hậu trì tạng pháp, vậy sao chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà xa các chúng Bồ Tát, vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng lưu ly, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp tính đếm số kể chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. Thì A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Phương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà xa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của Ngài. Tức là ở đây là Phật thọ ký cho Ngài A Nan, nghĩa là cũng phải nghĩa là sao là cúng dường nghĩa là 62 ức Đức Phật rồi hậu trì tạm pháp của các Đức Phật đó, không? Rồi sao mới được thành Phật, không? Gọi là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, không? Sơn Hải Huệ tức là trí tuệ nghĩa là như núi như biển, không? Đó, tức là trí tuệ nó cao sâu như núi như biển đó, không? Tự tại thông vương, không? Tức là đầy đủ cái sức tự tại thành thông thông suốt trong các pháp, không có ngăn ngại. Bởi vì Ngài A Nan là đa văn bậc nhất nè, cho nên là khi thành Phật gọi là trí tuệ nghĩa là nó cao sâu như núi như biển, không? Thông suốt tự tại trong đối các pháp. Tự ứng với cái nhân của Ngài, Ngài vừa là đa văn bậc nhất, vừa là thường hộ trì pháp tạng của Phật. Rồi nước thì tên là Thường Lập Thắng Phan, không? Tức là Thường Lập nghĩa là cái cờ, nghĩa là cái cờ thù thắng đó, không? Gọi là ngọn cờ chánh pháp, nêu lên cái ngọn cờ chánh pháp để mà xô dẹp những cái tà, gọi là tội tà phụ chánh. Kiếp thì tên là Diệu Âm Biến Mãn, tức là cái âm thanh vi diệu nó biến khắp đầy đủ, khắp tất cả, thấu khắp hết. Đức Phật này thì đặc biệt là thọ mạng vô lượng, không? Mình thấy nghĩa là cái tuổi thọ của Đức Phật này nghĩa là coi như là vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, không? Nếu có người ở trong mà nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp đó tính đếm số kể không thể biết được. Phật này sống như vậy đó, không? Như vậy cũng để cho thấy là bởi vì cái nhân là Ngài là hộ trì cái tạng pháp bảo, không? Đến đây thì công đức được viên mãn. Thì mà tuổi thọ Ngài dài lâu vậy thì để cũng là cho thấy là cái tạng pháp bảo, không? Cũng được truyền nó lâu dài ở thế gian, đó là để làm chỗ đương về cho tất cả chúng sanh. Rồi cũng là được nghĩa là hàng xa Đức Phật trong mười phương đó khen ngợi công đức. Mà được hàng xa chư Phật khen ngợi công đức cũng là để khiến cho chúng sanh, cũng vô số chúng sanh đồng phát tâm hướng về nha, hướng về với Phật. Thì khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, tức là trùng tuyên lại: nay ta nói trong tăng, A Nan người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, về sau thành chánh giác, hiểu rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật, không? Tức là đây là Đức Phật nói giữa ở trong chúng tăng, chứ không phải là nói
nghĩa là dấu diếm gì? Đây giữa chúng tăng nói rõ, ngài A Nan sau đây sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. Cõi nước kia thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát số đông như hằng sa, Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng. Mình nhớ không, đây là bởi vì thương chúng sanh cho nên sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như các sông hàng ở trong pháp Phật đó, do nhân duyên Phật đạo. Tức là nghĩa là ở đây thì ở giữa chúng tăng Phật tuyên bố rõ để cho biết không, nghĩa là việc ngã năng là như thế, để cũng là cái việc này là cái lẽ thật không, nó rõ ràng chứ không phải là giấu giếm gì ai không. Đức Phật này thì sống lâu vô lượng, nhưng mà sở dĩ sống lâu vô lượng đây á là vì thương chúng sanh cho nên sống lâu vô lượng. Cái đó là chỗ khác với mình á. Còn mình thì sao? Mình á thì muốn sống lâu là sao? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ nó khác á, không? Mình sống lâu là vì tham đắm thế gian, vì cái ngã này, không? Vì cái ngã này, cho muốn cái ngã này nó kéo dài, nên sống lâu là tham đắm trong thế gian, để kéo dài trong thế gian thêm, không? Đó, nhưng mà còn ở đây á, là Phật này vì thương chúng sanh cho nên mới sống lâu vậy, chứ không phải là vì tham đắm thế gian mà muốn sống lâu ở đời. Đó. Đó. Thứ hai nữa thì đúng á, không? Thì đây cũng là vì cái phương tiện, không? Gọi là hiện thân, chứ còn đúng thì gọi là tri kiến Phật á thì nó có tuổi tác không? Thì đó là thì đâu có thọ mạng lâu mau, không? Cho nên cái thọ mạng lâu mau này á là cũng là phương tiện ứng hiện. Thì đó cũng là muốn nhắc mình muốn thấy Phật á, là cũng phải thấy qua cái Phật có thọ mạng này. Thì bây giờ ở trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 80 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế, không? Tức là ở đây thì bây giờ ở trong chúng hội này có gọi là 8.000 vị Bồ Tát, mà đây là các Bồ Tát mới phát tâm, cho nên là chưa thấu hiểu được đến chỗ sâu xa nguồn gốc, không? Cho nên mới thấy vậy, mới nghĩ mình chưa thấy các vị đại Bồ Tát mà được thọ ký, mà đây mấy vị thanh văn này cũng được thọ ký. Nãy giờ mình không thấy thọ ký cho vị Bồ Tát nào, không? Mà đây là mấy vị thanh văn, tại sao lại được thọ ký? Bởi vì gọi là các vị này là Bồ Tát mà mới phát tâm, không? Thì như, cho nên chưa thấy tọt được hết những cái nhân xa xưa của các ngài. Cho nên sau này, sau đây thì Đức Phật ngài mới nhắc lại cho thấy sự thật. Thì A Nan, Lao La tuy là hiện tướng thanh văn, không? Nhưng mà cái gốc xa xưa đó, không? Là đã từng coi như là phát tâm cùng lúc với Phật trong bài thường. Ngã năng á, không phát tâm cùng lúc với Phật nữa, chúng bình thường. Vậy thì cái thanh văn này á là cũng là cái phương tiện thị hiện thôi, không? Chứ còn gốc là không phải thanh văn. Mà đúng như chỗ trước nói đó, ngoài hiện tướng thanh văn, nhưng mà trong là ẩn hạnh Bồ Tát. Cho nên lúc ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn. Cho nên chỗ này chỗ mà mình phải lưu ý đó, không?
Cho nên nay ta đã thành vua thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì tạng pháp của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ ký dường ấy. Đó, thì ở đây là Phật nhắc cho thấy rõ, nghĩa là các ông đừng có thấy Ngài A Nan coi như là giống như là vị thanh văn mới đây, không mà tưởng là thường, nhưng mà sự thật á là đã cùng ở chỗ Phật không vương đó, đồng phát tâm vô thượng chánh giác với Đức Phật Thích Ca. Cho nên mình nhiều khi cứ nhìn trên hình tướng mà trước mặt đó, rồi mình phán đoán thì nó không đúng, không phán đoán nhìn theo cái nhìn nó hạn hẹp của mình, không thấy được hết những cái nhân xa xưa. Đó. Cho nên đây Phật nói ra thì khiến mọi người mới giật mình, không? Đó. Như vậy thì Ngài A Nan mà từ chỗ Đức Phật không vương đó là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cùng lúc với Đức Phật Thích Ca, vậy thì đâu phải tầm thường, không? Đó. Vậy tức là đã có cái chánh nhân, cái gốc này từ xa rồi. Phật không vương là Đức Phật gọi là đức cổ Phật, cổ Phật mà từ thời cái kiếp không nữa, chứ không phải là mà mới đây. À, mà Phật không vương đó đó, không cũng là Đức Phật ở đâu? Không vương là vua không đó, chính đó là cái cội gốc mà của mình bỏ quên đó, không từ mình cũng có Đức Phật không vương mà từ cái kiếp không nó bỏ quên đó, cho nên mới lang thang tới giờ nè. Nó chứ còn mà nhớ lại Đức Phật không vương đó thì sẽ gặp Phật Thích Ca, không đó. Cho nên bây giờ thì cứ lo chạy theo cái mà gọi là hiện có trước mắt này mà quên mất, không cái Đức Phật không vương đó, cái gọi là cái Phật mà vua không đó, nhớ được trở về cái gốc đó thì mới nhớ lại cái gốc của chính mình, không? Còn bây giờ cứ nhớ cái hiện tại, cái có trước mắt này không à, không? Cho nên xa dần cái cội gốc, cho nên khiến cho Đức Phật không vương á, bây giờ đối với mình thì sao? Thành ra cổ Phật lâu đời, giờ với mình là Đức Phật không vương, cho thành ra Đức cổ Phật lâu đời, không còn nhớ biết nữa. Giờ nghe tên thôi, nghe Phật Thích Ca nhắc lại nghe tên thôi chứ không còn nhớ biết nữa. Chứ còn khéo nhớ lại, phát minh ra cái gốc nơi mình đó thì quá hay, thì liền gặp Phật không vương, không? Đó, thấy lại gốc chưa? Đó. Cho nên đây là cũng điểm để nhắc nhở đánh thức cho tất cả, không? Để mà nhớ trở lại. À, quên cái gọi là cái mê hiện tại này đây, không? Rồi cái điểm mà nhắc nhở đánh thức cho người tu hành nè, Đức Phật Thích Ca cùng với Ngài A Nan đó ở chỗ Đức Phật Công Vương đó đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì sao? Thường siêng năng tinh tấn cho nên nay thành Phật rồi. Đó. Còn Ngài A Nan thì cầu ưa học rộng mà đa văn, cho nên đời phải sao, còn phải vô số kiếp sau nữa mới thành Phật. Cho nên mình thấy là cái công phu tinh tấn rất là trọng yếu. Đó là cái mà nhắc nhở đánh thức mình phải khéo luôn mà tinh tấn, cũng như ở phần trước Đức Phật Thế Ca với Ngài Di Lặc đó, không? Thì Đức Phật Thế Ca cũng do tinh tấn mà thành Phật trước, không? Còn Di Lặc là do cầu danh thì bây giờ cũng còn đang là bổ xứ. Cho nên thấy là cái công phu tinh tấn nó trọng yếu như vậy, không? Thì đến đây thì Ngài A Nan là tạng mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng, đặng điều chưa từng có, tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các đức Phật thở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay,
nghe và cũng biết bổ nguyện. Tức là giờ được Phật Thọ Ký nhắc lại rồi, thì nhờ cái gọi là cái gọi là cái thần lực của Phật, thấy không? À, cho nên bây giờ nhớ lại cái là cái tạng pháp của vô lượng nghìn muôn Đức Phật thọ quá khứ mà ngài đã từng gọi là hộ trì đó, thấy không? Như vậy thì nghĩa là ngay đây cái này nhớ lại nghĩa là những cái chỗ những cái tạng pháp mà của nhiều Đức Phật vô lượng, thấy không? Cho nên mình mới thấy là cái trí, cái kiến thức, cái hiểu biết của mình giờ mà so trở lại thì thấy nó quá hạn hẹp. Mình hiểu được có chút ít trong cái hiện đời này, nhiều khi vậy thì thấy tự mãn rồi. Trong khi mà so tới đây rồi mình thấy nè, không? Khi mà được cái Phật lực gia vị đó mà nó mở sáng được cái rồi thì những cái hiểu biết nó vượt thời gian, không? Bây giờ đây mà nhớ rồi mà tới nghĩa là những cái tạng pháp mà của vô lượng Đức Phật quá khứ vậy đó, thì cái hiểu đó nó như thế nào đối với cái hiểu của mình mà hiện giờ đó, thì nó có đáng gì không? À. Và như vậy thì ở trong một cái dòng luân hồi dài vậy đó, không? À, trong cái dòng sanh tử đó, để thấy như vậy thì cũng có cái gì, không? Nó liên tục đó, không? Nó không mất đó. À, vậy thì ngày nay ở đây mà ngài nhớ lại cái tạng pháp mà của vô lượng Phật quá khứ đó, giống như là quá khứ thì cái nhớ đó thì cái tâm đó, cái tâm mà từ vô lượng kiếp đó với cái tâm hiện tại này á thì sao? À, nghĩa là cái trên cái tướng á thì nó đã trải qua bao nhiêu cái lần sanh diệt vô thường rồi, nhưng mà trong cái thể đó, không? À, đó là cái mà nó liên tục từ đó tới giờ đó, thì cái đó là cái mà mỗi người phải khéo để mà phát hiện ra đó, để mà sống đó. Cái đó mới là cái quý báu, không? Thì như vậy thì khéo mà phát hiện ra đó thì cũng như hiện tại đây, ngay cái tâm thể của mình mà nghe pháp qua bây giờ đây đó, không? Nhận được cái đó, sống đó cho tới nghĩa là vô lượng kiếp sau thành Phật, thì cái tâm thể này thành cái tâm thể này thôi chứ không thành cái gì khác, không? Thì cái này nó vượt cả thời gian. Thì đó mới là cái chỗ sống thực của mình, không? Cho nên đó là chỗ mà mọi người phải nhớ để mà phát hiện ra, không? Cho nên rồi thành Phật cũng là thành ngay trong đó chứ không có đâu xa, không phải thành cái gì khác, không? Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Hư Phục đó, hỏi thế nào là chỗ học nhân xuất thân, nhân xuất thân tức là chỗ mà ngộ nhập đó, không? Thì thiền sư Phật Hư Ngọ Hư Phục đó mới đáp là ngàn thứ so chẳng được, vạn thứ sánh chẳng kịp, không? Cái chỗ đó ngàn muôn thứ so sánh không có kịp nó được, không? Thì ông tăng thưa vậy thì thỉnh bà thượng nói, vậy thì ngàn muôn thứ mà xong kịp, so sánh không kịp, giờ thỉnh hòa thượng nói. Thì thiền sư Hư Phục mới bảo xưa cũng có, nay cũng có. À, cái đó không, xưa cũng có, nay cũng có. Đó, cái này nó suốt cả xưa nay, không? Đó, như vậy thì cái việc lớn, cái việc mà nó hy hữu vậy đó, không? Mà mình không khéo nhớ trở lại, không khéo tỏ ngộ để mà sống, mà cứ lo nhớ cái gì. Đó. Cho nên gọi là cái đáng nhớ lại không nhớ, còn cái không đáng nhớ mà lại cứ lo nhớ. Cho nên đây thì các ngài thấy gọi là thương xót, cho nên muốn đánh thức cho tất cả, không?
giờ phải cần cái mà cái này mới là cái đáng nhớ nè, mà để nhớ lại nè, mà không lo nhớ. Còn bây giờ có lo nhớ những cái chuyện gì đâu, nhớ sáu trần thì không à. Cho nên cái này không phải là cái đáng nhớ. À. Cho nên là ngài A Nan ở đây khi mình nhớ lại đó thì ngài liền thấu qua, suốt qua cái hiện tại này, tức là suốt qua cái tướng thị giả hiện tại này luôn. À, cho nên đến đây thì khi đó ngài A Nan mới nói kệ rằng: Thế Tôn, rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay. Con nay không còn nghi an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả hộ trì các Phật pháp. Vậy thì ngài giờ ngài mới biết được bây giờ làm thị giả đây là cũng phương tiện thôi, tức là phương tiện làm thị giả để mà hộ trì Phật pháp, trợ tuyên cho Đức Phật Thích Ca. Chứ còn cái gốc của ngài á là xa xưa rồi, từng pháp tâm vô thường chánh đẳng chánh giác rồi. Đó. Tức là thấu qua cái tướng thị giả hiện nay, đó. Thì tức là thấu đến cái chỗ chân thật đó. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà nhắc nhở để mà đánh thức cho mọi người. Đó thì đó là cái phần của ngài A Nan. Vậy cho nên mình thấy vậy thì ngài A Nan tuy là hiện tướng thanh văn và hiện tướng hữu học đó, nhưng mà không phải là tầm thường như cái hiểu bình thường đó, mà ngài đã từng coi như là cùng Đức Phật Thích Ca phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác từ Phật không dương không vương được xa xôi vậy. Rồi tới ngài Lao La thì bấy giờ Phật bảo ông Lao La: Ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Vũ Hoa Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các Đức Phật Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới, thường vì đức các Đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay. Tức là Phật cầu ký cho ngài La Hầu La sao cho thành Phật, hiệu là Đạo Thất Vũ Hoa, đủ 10 hiệu. Rồi cũng cúng dường các Đức Phật mà phải gọi là nhiều như số vi trần trong 10 thế giới, tức là trong 10 thế giới đó, không? Nghĩa là có bao nhiêu hạt bụi đó, không? Thì mỗi hạt bụi đó là một cái Đức Phật mà ngài cúng dường hết cái số Đức Phật như ở bụi đó đó thì mới thành Phật. Rồi ngài cũng gọi là thường vì các Đức Phật đó mà làm trưởng tử, cũng như hiện tại đây, là thì Đức Phật Đạo Thất Vũ Hoa đó đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là ngài La Hầu La, ngài cũng được thọ ký, mà thọ ký sẽ cúng dường cũng phải qua cúng dường nghĩa là Đức Phật nhiều như số vi trần như vậy, không? Cho nên khi mà các ngài đã nhận rõ được cái lẽ thật này rồi á, không? Thì thấy nghĩa là thời gian không còn thành vấn đề, tức là quên cái niệm lâu mau. Chứ còn mình mà kiểu này mà nếu mà mình tính ra kiểu mà thọ ký mà tới như vậy để thành Phật thì mình thấy là chắc làm sao ngán mà phải không? Nghĩa là số mà gặp một đức Phật ra mà thì bao nhiêu kiếp rồi, một Đức Phật ra đời thì bao nhiêu kiếp mà gặp mà nhiều như số bụi như vậy đó, thọ ký kiểu đó là có vui không? Nhưng mà đây thì các ngài thấy rõ thọ ký cũng là cái phương tiện thôi, thành Phật và thành cái sẵn có này, cái tri kiến Phật này, cái này thì nó không có thời gian, cho nên thọ ký kia là cũng cái phương tiện thành Phật này, sống được trọn vẹn trong cái này rồi thì cái đó là cái gốc căn bản rồi, không? Cái này nó đâu có thời gian gì, đâu có sanh tử, đâu có lâu mau gì,
À, nhận được cái này rồi thì đó là niềm vui lớn. À, còn cái thời gian kia thành Phật đó là khẩu ký, cái đó là cũng là cái phương tiện. À, thành Phật cũng là thành cái này thôi chứ không phải thành cái khác. Cho nên các ngài thấy là vui vẻ nhận được cái lẽ thật này, đó là cái vui lớn. Mà cũng để nói lên rõ được cái này rồi thì vượt qua thời gian, quên cái niệm lâu mau, không? Chứ còn kẹt trong cái niệm thời gian, còn kẹt trong cái niệm lâu mau đó thì sao? Thì sống được với cái lẽ thật này chưa? Tức là như vậy, tức là còn kẹt cái ngã này. Tức còn kẹt cái ngã này, sợ nó lâu. Đó, thì đó là còn kẹt cái tướng ngã. Mà còn kẹt tướng ngã này tức là chưa sống được cái lẽ thật kia. Đó, cho nên đây là cái chỗ sâu xa, tế nhị. Cái chỗ này thì nó vượt ngoài chữ nghĩa. Cho nên học cái chỗ này là phải thấu qua chữ nghĩa. Chứ còn đem chữ nghĩa và phân tích đó, thì không được. Đó. Cho nên người mà học chữ nghĩa, rồi phân tích chữ nghĩa, rồi nhiều khi rồi sanh nghi ngờ thế này thế kia lung tung rồi thành chướng đạo. Cho nên phải thấu được qua chữ nghĩa, thấy được lẽ thật này thì đầy đủ cái niềm vui. Cho nên đây các ngài thấy vui vẻ, được thọ ký thế này đều vui vẻ hết, chứ không phải là nghĩ là mình được thọ ký xa quá thấy buồn. Không có đâu, không thấy ai buồn hết. Đó. Còn Phật Phật này đó là Phật, thành Phật gọi là Đạo Thất Bửu Hoa. Chữ đạo này tức là đạp đó, đạp lên đó. Thất bảo hoa tức là hoa thất bảo, tức là đạp lên trên cái hoa bãi báo, là tức là cái chỗ đi nó đều là trang nghiêm quý báo, tức là cũng ứng với cái nhân của ngài Lao La là tu mật hạnh đó, mật hạnh đệ nhất. Rồi lúc đó thì đây thì Phật mới trùng tuyên lại cái nghĩa đó, tức là lúc đó thì Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nó kể rằng: lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo, hạnh kính của La Hầu chỉ ta biết được thôi, hiện làm con của ta để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu đạo vô thượng. Vậy thì Phật nói rõ nữa là ngài Lao La đó mà hiện làm trưởng tử đó thì cũng là để một lần để cầu Phật đạo, và cái gọi là cái hạnh kính, tức là cái mật hạnh của Lao La đó chỉ Phật biết thôi, người ngoài khó hiểu nổi. À, như vậy tức là ngài Lao La mà hiện làm trưởng tử Phật đó cũng là cái hạnh kính của ngài, mà chỗ này thì người ngoài khó hiểu nổi. Cho nên để cho thấy là các ngài A Nan, các ngài Lao La đều là những bậc cái này trong là ẩn hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn đó, cho nên thật khó là nghĩ bàn. Và như vậy thì đến đây cũng cho thấy một cái điểm ha, ở trước là các vị trưởng lão, các vị lớn đó được thọ ký ha, còn đến đây thì các ngài này là các vị là ở lớp trẻ ha, lớp trẻ mà có khi các vị là còn hữu học nữa nhưng mà cũng được thọ ký, thì cho thấy là cái việc này là đâu có thuộc chuyện tuổi tác ha, già trẻ lớn nhỏ. Cho nên người ai khéo tin nhận đó, khéo tin nhận được là được thọ ký. Chứ còn như là lớn tuổi, tu lâu mà không tin nhận thì sao? Thì cũng không được thọ ký. Mà tin nhận đó, thì là ở đâu mà tin nhận? Tin nhận thì ở hai nơi tâm người. Cho nên rồi... nó không phải là cái việc mà hình thức bên ngoài, cho nên đó là cái chỗ đây mà cũng nhắc nhở đánh thức
mà cho mọi người phải nghe là khéo soi trở lại nơi mình, thấy không? Thì bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người chí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nhìn Phật, Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học 2000 người đây chăng? Vâng, con đã thấy, tức là A Nan ngày xưa đó. Vâng, con đã thấy. Thì Phật bảo A Nan, các người sẽ cúng dường các Đức Như Lai như vô số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì tạng pháp. Rốt sao đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là Bủ Tướng Như Lai, ứng cúng chăn kiến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp cõi nước trang nghiêm, thanh văn Bồ Tát chánh pháp tượng pháp thải đều đồng nhau. Tức là ở đây là Phật thọ ký cho cả 2000 vị hữu học và vô học. Các vị này bởi vì chí ý hòa diệu vắng lặng trong sạch một lòng nhìn Phật, tức là tâm đã trở về dưới gốc, không tức là buông những cái niệm mà lang thang đó, cho nên bây giờ là vắng lặng thanh tịnh, tức là bây giờ coi như là đang ở trước Phật, cho nên liền được thọ ký. Nhưng mà đã đang ở trước Phật mà sao Phật còn gọi ngài đang hỏi là ông thấy chăng? Tức là Phật gọi là ông thấy bậc hữu học vô học hai người đây chăng? Thì các ngài đang ở trước mặt đây chứ đâu mà bảo là thấy không? Rồi thì đó cũng để nhấn mạnh cho mọi người là nghĩa là trở về cái thực tại hiện tiền đây nè, không chứ không phải nghĩ mà lăn xăng đó, không? Cho nên người nhấn mạnh là hỏi ông thấy chăng đó, không thấy hai ngàn vị này chăng nè, đó nhấn mạnh cho tất cả, không để mà trở về ngay cái thực tại hiện tiền đây, và thọ ký đó là cũng để thọ ký cho cái hiện tiền thật này, tức là cho con người chân thật này nè, chứ không phải là thọ ký cho những cái hình tướng kia, không đó, cho nên chỗ này là chỗ phải nhấn mạnh. Rồi các vị này thành Phật á thì đồng một hiệu là Bủ Tướng thôi, không tức là cái tướng báo, đồng hiệu là tướng báo, mà tướng báo đó là gì? Đó, ai thấy được cái tướng báo đó, cho nên đó là cái chỗ mà mình học Pháp Hoa đó, mà chỗ đó là cũng là chỗ để khai tri kiến Phật đó, thấy được tướng báo đó thì ngay đây liền người đó là gặp Phật Bủ Tướng ra đời, cho nên đây là Phật nghĩa là vị lai mà, vị lai thì mình gặp đó, thấy được đó là gặp Phật Bủ Tướng ra đời đó, thì mình cũng được thọ ký. Cho nên đó là cái chỗ mà vừa là thọ ký cho các ngài, nhưng mà cũng vừa là nhắc nhở, đánh thức cho những người học về sau, và trong đó là có mình trong đó, không? Thì lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng 2000 thanh văn đây, nay đứng ở trước ta, thải đều thọ ký cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các Đức Phật, như số trần nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thải đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng, để chứng huệ vô thượng, điều hiệu là Bủ Tướng. Cõi nước cùng đệ tử chánh pháp và tượng pháp thải đều không có khác, đều dùng các thần thông độ 10 phương chúng sanh, tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Như vậy tức là 2000 vị thanh văn này đang đứng ở trước Phật đây nè, thì đều được thọ ký hết. Tức là từ đây cho đến về vị lai vì sao đó cũng gặp nghĩa là số nhiều vi trần như trên đó các Đức Phật được cúng dường, rồi sau đó đầy đủ công đức rồi cũng thành Phật. Thì vậy gọi là cái tri kiến, gọi là cái tri kiến Phật này nó gọi là nó vượt suốt qua những cái thời gian dài lâu xa đó,
và cho thấy thành Phật cũng là thành ngay cái hiện nay đây, chứ không phải là thành cái thứ hai, cái thứ ba gì khác. À, cho nên ở trước là nói đó, nghĩa là có hai thứ thì chẳng phải trên, không? Nghĩa là có cái thứ hai là không phải trên, cái tri kiến Phật không có hai thứ. Bây giờ mốt thành thêm cái thứ nữa thì cái này là thành cái gì? Rồi hai ba thứ thì cái nào là thật? Đó, cho nên cái chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ, phải thấu suốt. Thì đó là cũng để nhắc cho mọi người khéo để mở con mắt này nè, mở con mắt tri kiến Phật này, tin nhận được cái lẽ thật đó nơi chính mình. Thì đó là cái niềm vui lớn, không? Cho nên ngài Lâm Tế ngài có bảo đó, không? Nếu mà các ông hay thôi được cái niệm rong ruổi chạy tìm tâm đó, liền cùng Phật tổ không khác, không? Tức là cái chạy tìm bên ngoài đó, không? Các ông mà muốn biết Phật tổ chăng chỉ là người đang nghe pháp ở trước mắt ông đó. Đó, muốn biết Phật tổ chăng thì chỉ là người đang nghe pháp ở trước mắt ông đó. Đó, thì thọ ký là thọ ký ngay người đó đó, nhưng đâu khác, không? À, nhận được cái người này đó là mở hay là khai tri kiến Phật, học pháp qua, học thấu được đến chỗ đó thì mới gọi là thật là gọi là chân học pháp qua đó, không? À, lúc đó thì bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng: Thế Tôn đèn huệ sáng, con nghe tiếng thọ ký lòng vui mừng đầy đủ như được rưới cam lồ. Tức là 2000 vị hữu học và vô học nghe được Phật thọ ký rồi thì tất cả đồng rất là vui mừng, niềm tin vững chắc, không còn thối chuyển nữa, không? Cho nên được mà nghe thọ ký rồi thì giờ tin chắc rồi, không? Giờ khéo sống cho được trọn vẹn đó, để cho sạch những cái tập khí sanh tử luân hồi này, cho tan cái chất rượu vô minh làm sai từ lâu đó, thì xong việc chứ không gì. Rồi đó là phần cái phẩm của gọi là thọ học của học viên đăng ký. Thôi đừng học tới đây, kỳ sau đừng học tiếp phần sắp chương. Chương